Xin chào các bạn. Nếu các bạn đang cảm thấy ức chế vì đã thua cuộc quá nhiều, hay đang cần tìm một người bạn đồng hành trên mọi chiến trường, giúp bạn có thể hạ gục đối thủ một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất, thì chúc mừng, các bạn đang xem đúng clip rồi đấy. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chú chuột chơi game hoàn toàn mới đến từ Razer. Đó chính là Razer Basilisk. Razer luôn có truyền thống đặt tên những sản phẩm của mình theo những sinh vật trong truyền thuyết, thì Razer Basilisk cũng vậy. Chú chuột này được đặt tên theo một loài bò sát, một loài sát thủ có thể giết người chỉ với một cái nhìn. Thì Basilisk mình cầm trên tay đây thì có thể hạ gục đối thủ chỉ với một cú lích chuột. Sơ qua về phần vỏ hộp thì Basilisk vẫn được Razer đóng gói như các sản phẩm trước đây của mình. Mặt trước của vỏ hộp được in hình rõ sản phẩm ở đây, và bên tay trái của mình đây là một cái tem khẳng định chú chuột này sinh ra dành cho game FPS. Ở mặt sau gồm những thông số cơ bản như là mắt độc 5G 16.000 dpi, hay là nút cuộn chuột có thể được tùy chỉnh, và nút DPI bên hông có thể được tháo rời. Rồi không lan man nữa, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp cho các bạn xem. Bên trong của Basilisk thì vẫn không có gì đặc biệt. Razer đi kèm theo cho chú chuột này gồm có hai miếng sticker chroma và một số giấy chuột. Mình sẽ bỏ cái này qua một bên. Và đây là nhân vật chính của chúng ta. Để mình tháo ra đã. Thì con chuột này đã được đặt trong một cái miếng nhựa như thế này. Nhưng ở trong miếng nhựa thì cũng có đi kèm theo phụ kiện của con chuột. Xem các bạn nghe thấy rõ cái tiếng bằng thép không? Cái này có thể là bằng kim loại hay bằng thép gì đó. Thì hai cái miếng này đó chính là phần phụ kiện gắn thêm của Basilisk, được gắn thêm ở bên đây. Tí nữa mình sẽ nói vào phần này sau. Về phần tổng quan, Razer đã trang bị lên Basilisk một lớp phủ nhựa nhám giúp cho việc cầm nắm nó bám tay hơn. Hai nút lít trái lít phải của Basilisk cũng được làm tách rời so với phần thân. Việc thiết kế này rất là được nhiều hãng lớn áp dụng trên sản phẩm của họ. Việc này giúp cho cái tốc độ phản hồi, tốc độ nhấn chuột nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với cái loại mà nối liền thân như thế này. Đây là một cải tiến mới của Basilisk. Hai bên hông được dán hai miếng phít cao su giúp cho việc cầm nắm nó chắc chắn hơn. Về các nút nhấn thì Basilisk có hai nút tăng giảm DPI ngay trên thân chuột này, giúp cho bạn việc điều chỉnh DPI nó nhanh chóng hơn mà không phải cần rườm rà thông qua phần mềm. Đây là lớp trái lớp phải, mình sẽ không nói về cái này nữa. Back forward, bạn có thể gán hai nút này vào bất kỳ cái lệnh gì thông qua cái phần mềm Razer Synapse. Đây là cái nút mà Razer trang bị cho Basilisk, và cái nút này cũng là làm nên cái mệnh danh sát thủ của Basilisk này. Đó chính là cái nút DPI Shift. Nó tương tự như cái nút Shift của Logitech 502. Cái nút này bạn có thể thay đổi được nhiều kích thước như là những cái phụ kiện hồi nãy đi kèm theo chuột. Nút cơ bản của chuột đó là một cái nút dài ra như thế này. Bạn có thể tháo rời nó ra, chỉ cần nhấc nhẹ lên. Cái này nó thiết kế theo kiểu 500, nó hít. Và bạn gắn thêm cái miếng nhỏ hơn vào. Đó thì cái này nó ngắn hơn cái nút khi nãy. Nếu ví dụ như các bạn không muốn sử dụng cái nút giảm DPI này nữa thì các bạn có thể lấy cái nút bịch cao su mà đi kèm theo chuột và gắn vào như thế này, thì nó sẽ vô hiệu hóa đi cái nút này và sẽ không thể nhấn được nữa. Việc trang bị cái nút giảm DPI này trên Basilisk giúp cho việc Basilisk trở thành một sát thủ game FPS thực sự. Đó là việc khi bạn mà cầm snip nhắm á, cầm súng nhắm mà nhắm đối thủ đang chạy á, mà nó cái tốc độ chuột bình thường nó quá nhanh, thì các bạn có thể giữ lúc này, thì lúc đó cái tốc độ DPI của chuột nó sẽ giảm xuống tùy theo cái mức bạn chỉnh thôi, nó sẽ giảm xuống và các bạn thể nhắm chính xác và dễ dàng hit shot đối thủ hơn. Về phần dây thì Razer trang bị cho Basilisk một cái đoạn dây dù 2 mét. Việc này giúp cho cái
nó đứt cái việc chống nó chống nó hiệu quả hơn. Và đầu cắm thì tuy không được mạ vàng nhưng mà được Razer cách điệu bằng cách sơn cái lõi này nó màu xanh lá, nó đậm chất Razer luôn. Và bây giờ mình sẽ cắm thử chiếc chuột, con chuột này vô cho các bạn xem. Để mình lấy cái bát cho nó đỡ phải chạy cái vít. Và đây, Basilisk được trang bị hệ thống đèn LED Chroma 16,8 triệu màu. Cái hiệu ứng đèn này thì bạn có thể tùy chỉnh nó thông qua phần mềm Razer Synapse. Ở trong đó bạn có thể tùy chỉnh luôn được cái nút Home hay là cái nút điều chỉnh DPI này. Đến đây là kết thúc phần mở hộp chú chuột Basilisk của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và hẹn gặp các bạn trong những video clip tiếp theo của AB Shop. Xin chào các bạn.